Xin chào các bạn, hôm nay đi qua lớp vò Đồng Tháp này cho anh em tham quan cái ruộng dưa leo xử lý theo vi sinh và hữu cơ cộng kết hợp với lại xử lý cái bệnh sương mai dưa bằng cái sản phẩm Inter 68 cộng với lại cái ớt sừng 02. Đây là cái ruộng dưa này thu được 16 lứa rồi. Đây, cái ruộng dưa này các bạn thấy không? Cái dưa rất là tốt. Mà mình đang đi quay lúc này hiện nay là 12 giờ trưa này. Đấy, 12 giờ trưa mà dưa nó không có xào. Đấy, trên này dưa này thì trên này còn làm thêm một cái dàn bò ngang nữa. Do cái dàn nó dàn này cao cũng 2m2 rồi, gần 2m rưỡi. Mà không đủ bò. Đấy. Dưa, trái dưa này rất là đã này, thấy không? Dưa sáng này mới hái này. Ở đây làm 3 công mà bình quân là cứ một ngày là 1 tấn 1, tấn 2, tấn 1, tấn 2 rất là đều. Và đến thời điểm bây giờ là được 16 lứa. 16 lứa này, nghĩa là mình qua đây để thăm anh em rồi cho quay cho anh em tham khảo này. Cái dưa xử lý cái sương mai á cũng khá tốt. Lá dừa nó sẽ không bị, nếu mà mình xịt định kỳ được cái gói Inter 68 cộng với lại cái ớt sừng 02 á, dụ như cứ 5 ngày các bạn xịt một lần thì nó sẽ hạn chế được tối đa cái bệnh sương mai trên cây dưa. Thứ hai nữa là bạn quản lý tốt được cái con rầy trắng cho mình thì cái dưa mình ấy là nó sẽ không bị cái bệnh khảm do virus gây nên. Đó. Thứ ba nữa là trên cái dưa này này là các bạn phải nên cân đối cái lượng phân. Nhiều khi các bạn mà cứ bảo là dưa mình tại sao mà nó bị đây. Giống như trường hợp này đây, dưa nó bị vụn này. Hoặc là nó bị đèo, nó không có đều. Hoặc lên tầm này này, lên tầm dưa cao này này. Là trái dưa các bạn nhìn thấy này, nó bị đèo này. Vì là này, này là do cái vấn đề mà các bạn đi phân. Đi phân không đủ, phân không đủ cung. Bởi vì cái dàn dưa này nó lá nó lớn, dày, nhiều. Cho nên là khi mà mình đi mà phân mà thiếu thì là nó sẽ làm cho cái trái của mình ấy nó bị vụn. Nó không thẳng. Đấy. Nó không suông đẹp. Đấy. Như những cái trái dưa này thì nó suông này. Không, nhưng mà bữa nay nắng này đâu có thấy sụ đâu. Cái này dàn rễ nó khá tốt chứ không có yếu. Này dàn rễ ngon này. Dưa này mà hái vài bữa heo cho bà con lên trên heo cho coi. Heo á. Heo gì? Heo á, bị á, sót á. Sót nhiều. Cái này nó cao quá này mà. Ừ. Này làm mà mấy bà lùn lùn là không mướn, bởi vì phải mướn mấy bà cao chứ mấy bà lùn làm sao với được. Ừ, nhưng mà cái này cũng cung thêm phân vào được rồi, cung lai rai. Cái này thường là bây giờ 3 đến 5 ngày là có thể rải được một lần, bởi vì nếu mà không rải là trái nó mai mốt là lên trên tí nữa là nó tóp đít hết đây này. Trái nó bây giờ trái con đây này, nhìn cái trái con này là nó bị tóp này này. Là thiếu phân nữa. Là nó thiếu phân, là không đủ phân phân ăn. Đó. Là mình giải mình khỏi dưỡng giải mong chứ. Rải phân thế này là cần gì phải rải dưỡng rễ đâu. Rải phân, nhưng mà rải phân là xả cho nó miếng nước là được rồi. Chứ không để này này, trái này tóp đít hết trơn rồi này. Lên trên này mà lên trên này dàn trái này quá trời này, trái này đậu này. Trái nhỏ nhỏ nhí không à. Với lại cái này là chăm cái lóng nó ra hơi dài. Nào lần sau mình làm mình xịt cái Forroca đó, xịt cho nó chặn lại.
Vâng, em sẽ chặn, đó, anh đưa đó. Chặn chặn thêm chặn trễ quá, mình đây là mình chặn trễ quá. Thì bữa hôm em nói anh là trễ đó, nó đứng trên này rồi. Chặn trên trễ quá cho nên là nó chặn cái đọt hơi chậm. Nó trái bây giờ trái sát gốc cũng còn nó đồng. Đó. Vậy trái sát gốc đó đó. Quá trời này. Trái hột bị trái. Đấy, hết tuyệt trái. Dưa leo giờ mới có 10 11.000 cân à. 12.000 cân à. Ruộng dưa này không tiếp bữa nữa nó chùm ở đây đâu rồi. Ừ. Nó, năm nay thế này là mừng rồi. Tránh vũ ông nữa. Ok. Nó, ông rảnh không nó vào quán có em hút tập cổ rồi. Thôi được rồi, thì anh trúng dưa này là em rồi chứ ăn uống gì.